Xin chào mừng và cảm ơn quý vị lại đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình tối hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng vùng xanh, tăng tỷ lệ phủ vaccine. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không khai giảng và tự trường. Khống chế nạn tin giả lan truyền trong cộng đồng trong thời điểm dịch Covid-19. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 với hai giai đoạn. Trong đó thì giai đoạn 1 từ ngày 15 đến 31 tháng 8, thành phố sẽ cố gắng kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong, không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng không được tiếp nhận điều trị. Đặc biệt ưu tiên mở rộng vùng xanh, phấn đấu kiểm soát dịch ở địa phương có tỷ lệ phủ vaccine cao. Số ca nhiễm thấp bao gồm các quận huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Phú Nhuận, 5, 7 và 11. Ghi nhận của phóng viên HTV. Thành phố vẫn tiếp tục tìm nguồn vaccine đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng là lực lượng lao động chính của thành phố. Lần đầu tiên em đi tiêm vaccine, em cũng thấy an tâm hơn khi sau khi tiêm. Hơn em làm shipper á, thì em đi công việc em đi hàng ngày mà. Tại em giờ em cũng chích để cho nó sức khỏe rồi nó với mọi người cho nó cũng ổn. Đội chích sẽ chích cho 6.000 anh em shipper và giao hàng. Đồng thời tương đương với đó thì chúng ta cũng tặng cho anh em là 6.000 phần quà. Thành phố cũng ưu tiên mở rộng vùng xanh, giao lại cho người dân tự quản theo nguyên tắc giữ chặt, kiểm soát nghiêm. Thành phố vẫn đang triển khai các biện pháp quyết liệt để đương đầu dịch bệnh, nhưng yếu tố tiên quyết vẫn chính là sự đồng lòng và ủng hộ của người dân để thành phố sớm quay trở lại trạng thái bình thường mới. Hôm nay, Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng với quy mô 1.000 giường tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện được thành lập tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình. Sau khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ đến nặng và nguy kịch. Cũng trong hôm nay, thì Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Dã chiến số 14 đã chính thức đi vào hoạt động, đặt tại số 2 đường Trường Chinh thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú và do Bệnh viện Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Đây cũng là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại thành phố. Trung tâm này có quy mô 12.300 m², chia làm 4 phân khu. Hơn 500 giường bệnh có chức năng cấp cứu điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID trong khu vực. Hơn 300 y bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Gia Liễu Quy Hòa Quy Nhơn, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam Cuba ở Đồng Hới đã có mặt để triển khai các hoạt động điều trị bệnh nhân. Bệnh viện Trung ương Huế cũng đưa hàng chục tấn trang thiết bị, phương tiện phòng hộ vào thành phố. Với cái sự chỉ đạo của Bộ Y tế, của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi có thể thực hiện được nhiệm vụ hoàn thành. Và mong muốn của anh em ở đây cũng là cùng chung tay với thành phố Hồ Chí Minh để dập dịch COVID. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm gần 8.000 giường bệnh tại các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, giúp giảm áp lực, nâng cao hiệu quả điều trị cho các ca F0 trên địa bàn. Những ngày thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách, ngoài việc tổ chức những chuyến xe phân phát nhu yếu phẩm đến các hộ dân, có một dự án tình nguyện khá đặc biệt, mang thuốc điều trị COVID-19 đến tận nhà những người bệnh vốn đã mắc HIV. Đó là hoạt động mà một nhóm tình nguyện đang phối hợp cùng với các bác sĩ có tên là Tủ thuốc nhân ái, như một sự giúp đỡ kịp thời cho nhiều người gặp khó khăn trong việc mua thuốc. Người khởi xướng dự án là anh Nguyễn Anh Phong, có hơn 10 năm đóng góp tích cực vào các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ cho những người nhiễm HIV/AIDS tại thành phố. Có test nhanh ở tại nhà và bạn có phản ứng thì bạn hãy gọi vào số hotline 1800 0019, thì sẽ có các bạn tư vấn tiếp nhận. Khi tiếp nhận tất cả các thông tin của bạn thì mới chuyển đến cho cái nhóm bác sĩ. Nhóm bác sĩ sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho cái người bệnh nhân để chuẩn đoán qua điện thoại. Khi kê đơn thuốc thì sẽ chuyển qua khu dược, dược sẽ soạn thuốc sẵn hết và các bạn tình nguyện viên sẽ mang cái thuốc đó đến tận nhà. Khó khăn lớn nhất trong việc giao thuốc là khi người bệnh sinh sống tại những khu vực bị cách ly, phong tỏa. Nếu mà bữa nào mà không có mưa thì mình có thể chạy được khoảng 10-20 nơi. Mình sẽ là cái người trực tiếp mình đến đưa thuốc cho bệnh nhân, mình sẽ dặn dò uống thuốc như thế nào. Nhưng mà vẫn thực hiện theo chỉ thị 5K là mình không có tiếp xúc. Sau một tuần triển khai, dự án đã hỗ trợ gần 100 trường hợp, giúp các bệnh nhân HIV mắc COVID-19 có thuốc, máy đo SpO2 và một số lương thực, thực phẩm thiết yếu.
Công nhân người lao động vốn là nguồn lực quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế. Thế nhưng khi nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội thì nhóm đối tượng này cũng trở nên dễ tổn thương, rất cần được hỗ trợ chăm lo về nhiều mặt. Đặc biệt đối với những công nhân xa quê, bên cạnh cái ăn cái mặc thì chỗ thuê trọ cũng là một gánh nặng không nhỏ. Không để anh chị em công nhân lo lắng thêm thì nhiều khu trọ đã đồng loạt miễn giảm tiền thuê để chia sẻ khó khăn chung. Thất nghiệp hơn 2 tháng nay, nhưng cặp vợ chồng công nhân này vẫn có sự quan tâm chăm lo của chủ nhà trọ mà mọi người thường gọi thân thiết là má Năm. Má cũng hỗ trợ được tiền nhà trọ là tháng rồi là được 50%. Cái tháng này là má cho 100%, với má hỗ trợ gạo, rau cải đồ, ăn cũng đủ sống. Vậy thôi, giờ mình thấy trong cái mùa dịch này, thì công nhân của mình ở nhà đây, nó cũng ở đây chứ cô không có về quê. Thì thôi mình giảm 100% cho công nhân, mai mốt hết mùa dịch rồi đi làm lại bình thường. Với những người vẫn còn làm việc, họ không hề đơn độc khi quyết định ở lại thành phố. Tất cả tâm lý của cha mẹ xa quê đều là muốn con mình về để cho an toàn. Nhưng mà mấy chị em cũng đã nói là nếu mà được thì hãy ở lại, chị em chăm sóc lẫn nhau, chứ đừng nên về. Về biết đâu mình lại mang cái nguồn dịch bệnh lại về cho quê hương của mình, cho những người thân. Ăn đủ chất, mặc an toàn, ở trọ không đồng là sự chăm lo kịp thời trong giai đoạn này đối với người dân đang gặp khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang huy động mọi nguồn lực và sẽ hỗ trợ cho tất cả những người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt hộ khẩu, ai khó khăn là được hỗ trợ. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án và kế hoạch thời gian của năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Trong đó đề xuất không tổ chức tự trường khai giảng, các trường sẽ bắt đầu tổ chức dạy học trên môi trường Internet. Theo thống kê, hiện nay toàn thành phố có 249 trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly, 453 trường hỗ trợ hoạt động xét nghiệm, tiêm vaccine. Trong thời gian sắp tới, các địa phương chưa thể bàn giao các cơ sở giáo dục đang được sử dụng trong phòng chống dịch để tổ chức giảng dạy. Bên cạnh đó, toàn thành phố có 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1. Trong tình hình hiện nay, năm học mới khó có thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp. Công tác tuyển sinh đang được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, dự kiến kết thúc trong tháng 8. Hiện nay, ngành giáo dục đã dự kiến và xây dựng các phương án, chỉ đạo các nhà trường xây dựng trước các bài giảng qua Internet trong khoảng 10 tuần đầu năm học. Riêng bậc mầm non do đặc thù phải dạy học trực tiếp, có thể bắt đầu và kết thúc năm học với khung thời gian riêng, chậm hơn bậc học phổ thông. Tiếp theo trong chương trình, robot có khả năng chạy nhảy parkour và chạy tự do. Sản xuất kem nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú. Nhằm khống chế nạn tin giả lan truyền trong cộng đồng, đặc biệt là tại thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn rất phức tạp, hôm qua Twitter thông báo đang thử nghiệm cho phép một số người dùng gắn nhãn các nội dung sai lệch trên nền tảng của mạng xã hội này. Theo đó, bắt đầu từ hôm qua, một số người dùng tại Mỹ, Hàn Quốc và Australia đã có thể tố cáo các tweet có nội dung sai lệch theo danh mục về sức khỏe, chính trị hoặc những vấn đề khác. Hiện việc thử nghiệm này đang được thực hiện trên quy mô nhỏ để Twitter có thể đánh giá tính hiệu quả của cách tiếp cận mới. Twitter và các nền tảng công nghệ khác như Facebook, YouTube đang đối mặt với hàng loạt chỉ trích khi tỏ ra yếu kém trong việc đối phó với sự lan tràn của thông tin sai lệch trên chính nền tảng của mình. Trước đó, hồi tháng 3, Twitter cũng đã bắt đầu chặn người dùng đưa thông tin sai lệch về vaccine COVID-19 sau 5 lần cảnh báo. Sau các thảm họa của máy bay Concorde, một công ty startup tại Mỹ đang hy vọng có thể hồi sinh giấc mơ máy bay siêu thanh thương mại của thế giới. Các chuyến bay thử nghiệm dự kiến bắt đầu từ năm tới và nếu thành công, một chuyến bay từ New York đến London sẽ chỉ mất khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Công ty startup Boom Supersonic đang chế tạo chiếc máy bay siêu thanh có tên XB-1, có thể chở 65 hành khách. Mục tiêu của Boom là đưa việc di chuyển siêu thanh đến với số đông mọi người. Chúng tôi có các vật liệu mới như composite carbon, cấu trúc khí động lực học được tối ưu hóa và một thế hệ các động cơ mới vốn sạch hơn, êm hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều. Ta có thể giảm giá thành đáng kể. Bill Schumacher, phi công có hơn 30 năm kinh nghiệm bay, sẽ là người lái máy bay mẫu XB-1 trong lần thử nghiệm đầu tiên của nó. Công ty dự định xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay siêu âm Orbiter vào năm sau. Chuyến bay chở khách đầu tiên dự kiến vào năm 2029.
hãng United Airlines đã ký thỏa thuận tạm thời với Boom Supersonic để mua 15 chiếc Overture và có khả năng sẽ mua thêm 35 chiếc nữa. Robot có hình dáng giống người của công ty Boston Dynamics vừa mới trình diễn những kỹ năng mới của nó, đó là kỹ năng chạy nhảy parkour và chạy tự do. Một video công bố ngày 17 tháng 8 cho thấy robot này đã vượt chướng ngại vật, nhảy lộn ngược ra sau và thậm chí ngã dập mặt khi đang tập chạy. Đội ngũ chế tạo cho biết con robot mang tên Atlas này có thể thực hiện những chuyển động và linh hoạt như một người lớn, và những ứng dụng của robot hầu như là vô tận. Robot Atlas cao 1m52, nặng 86kg, dùng hệ thống thủy lực và các động cơ điện để chuyển động và có 3 máy tính trên thân của nó. Nó được thiết kế để dùng như một công cụ nghiên cứu và phát triển và đã tiến hóa rất nhiều trong 10 năm qua. Hiện nó có thể điều chỉnh chuyển động dựa trên hình ảnh mà camera của nó ghi được. Kết quả, nó không cần phải được lập trình trước cho mỗi cử động. Boston Dynamics nói rằng họ đang thiết kế những kỹ năng nền tảng cho thế hệ robot của tương lai. Một tiệm kem ở Tây Ban Nha đã sáng tạo ra món kem với hình dạng khá đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức và quyên góp cho việc nghiên cứu căn bệnh ung thư vú. Món kem có tên La Venuseta của tiệm kem thủ công Helados Bajari tại thành phố Valencia được phỏng theo bức tượng thần vệ nữ nổi tiếng. Nhưng thần vệ nữ này không chỉ mất hai cánh tay mà còn bị mất một bên ngực. Chúng ta coi thần vệ nữ là hiện thân của cái đẹp. Trong trường hợp này, dù mất một bên ngực, nữ thần vẫn đẹp. Chúng tôi muốn tôn vinh cơ thể của người phụ nữ sau khi họ trải qua căn bệnh này. Maria Jesus Gonzalez được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm ngoái, và cô nảy ra ý tưởng này trong thời gian điều trị. Món kem được làm từ dâu tươi, nước chanh, vỏ chanh bào nhuyễn và gừng, một sự kết hợp tuyệt vời cho mùa hè đổ lửa hiện nay của Tây Ban Nha. Hôm nay 18 tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao một xe cứu thương chở người sai quy định và những người có liên quan về Công an xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định. Khoảng 7 giờ sáng nay, tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng chống dịch ở trạm thu phí Thân Kiều Nghĩa, đoạn thuộc xã Tam Hiệp, phát hiện xe cứu thương do tài xế Nguyễn Đức Trung điều khiển lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi dừng xe kiểm tra, thì phát hiện tài xế Trung đang chở bà Nguyễn Thu Tê, sinh năm 1963, và một người đàn ông. Qua kiểm tra, bà Tê là bệnh nhân mắc COVID-19, trước đó có giấy xuất viện ngày 13 tháng 8 của một bệnh viện dã chiến ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ở thời điểm mắc COVID-19, bà Tê tạm trú ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xuất viện, bà được yêu cầu về cách ly 14 ngày tại nơi ở dưới sự giám sát của CDC địa phương. Nhưng sau khi xuất viện được 5 ngày, thì bà Tê lại thuê xe cứu thương đưa về huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trên xe còn một người đàn ông là tài xế của một xe cứu thương khác đi nhờ xe. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Sáng nay, ông Đinh Thanh Nhị trú tại thôn 1 xã Ea Ta, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết gia đình của cháu bé được ông cứu sống giữa hồ nước đã đến nhà ông để cảm ơn. Theo ông Nhị, gia đình có hồ nước cách nhà khoảng 150m, khá vắng vẻ. Chiều ngày 16 tháng 8, sau khi đi làm rẫy về, ông xuống hồ để cắt cỏ cho cá, thì phát hiện cháu Đoàn Trần Tuấn Anh, 13 tuổi, sống cùng thôn, đang ngòi ngóp dưới hồ. Ngay lập tức, ông Nhị lao xuống hồ cứu người và kêu mọi người cùng ứng cứu. Sau đó, con trai ông Nhị đã đưa cháu Anh lên hồ và sơ cứu tỉnh lại. Hình ảnh do camera an ninh ở hồ cá ghi lại cho thấy Tuấn Anh tới hồ chơi thì vô tình rơi xuống khu vực nước sâu. May mắn được chủ hồ là ông Nhị phát hiện cứu sống. Tối nay 18 tháng 8, Bộ Y tế cho biết có thêm 8.800 ca mắc COVID-19, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 3.731 ca, có 3.751 bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày. Trên thế giới, đến chiều nay đã ghi nhận hơn 210 triệu ca COVID-19, trong đó gần 188 triệu người đã bình phục, nhưng hơn 4 triệu 300 ngàn người đã không qua khỏi. Do biến thể Delta, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp. Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục trong 24 giờ qua. Trong khi đó, nhà chức trách nhiều nước đã mở rộng tiêm chủng cho thiếu niên dưới 18 tuổi để chuẩn bị cho năm học mới. Và kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp mạnh hơn nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta đang trong những ngày cao điểm với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm kiểm soát tình hình sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Rất mong quý vị trong thời gian này sẽ nghiêm túc chấp hành quy định chung, không đi ra đường khi không có việc thật cần thiết, đồng lòng chia sẻ và hợp tác với các cơ quan có chức năng để chúng ta đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 16 đạt được kết quả như mong muốn, để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên và an toàn.
Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.